Kính thưa quý vị, tuần lễ nhận thức về kháng thuốc thế giới bắt đầu từ hôm nay 18 tháng 11. Vấn đề đề kháng kháng sinh hiện nay tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang là một thách thức rất lớn đối với các ngành y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự tính đến năm 2050 cứ 3 giây sẽ có một người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, các bệnh thông thường như là ho hay chỉ là một vết cắt thôi cũng có thể gây ra tử vong. Việc phòng chống kháng thuốc cụ thể là không lạm dụng kháng sinh là trách nhiệm của cả ngành y tế và người dân. Thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, đa số các nhà thuốc đều chỉ bán kháng sinh cho người dân khi có toa của bác sĩ. Tuy nhiên, ý thức còn phụ thuộc nhiều ở người dân. Khi mà tôi tiếp nhận các đơn mà có kháng sinh, thường là tai mũi họng, bắt đầu điều trị của bên HB, thì mình sẽ tư vấn với bệnh nhân uống là đủ liều. Có những cái đơn mà họ cũ mà họ mua uống hết á, cái họ cầm cái đơn đó họ mua lại họ uống. Mấy cái đơn cũ thì mình tư vấn họ là nên đi khám lại, không nên sử dụng mấy cái kháng sinh bừa bãi. Tại khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận những bệnh nhân từ nặng đến rất nặng, tình trạng bệnh nhân mắc vi khuẩn đa kháng kháng sinh chiếm đến 10-15%, đòi hỏi phải nhập thêm thuốc kháng sinh mới với chi phí cực kỳ đắt đỏ. Nhiều năm nay, các trường hợp này đã xuất hiện ngay từ khi nhận bệnh từ bệnh viện tuyến dưới. Khi người ta bị nhiễm trùng những cái loại vi khuẩn mà kháng thuốc đó, thì nó rất nhiều biến chứng khác xảy ra như là tổn thương các cơ quan như thận, như gan, như phổi, dẫn tới các cái hỗ trợ điều trị như phải thở máy, như phải lọc máu. Do vậy thì cái đối với một cái tình trạng mà nhiễm khuẩn đang kháng thuốc thì cái chi phí trung bình một ngày cho một bệnh nhân như thế tại bệnh viện Chợ Rẫy thì nó có thể dao động vào khoảng 50 triệu cho tới 100 triệu một ngày. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì ngay Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ kháng kháng sinh rất là cao. Do đó là bên cạnh sự nỗ lực kiểm soát việc sử dụng kháng sinh của ngành y tế thì người dân, nhất là các bậc phụ huynh có các trẻ nhỏ thì tuyệt đối sẽ không tự ý mua và sử dụng, tự uống các loại thuốc kháng sinh dù cho là các bệnh hô hấp thông thường. Bởi vì nếu lạm dụng kháng sinh quá nhiều thì chúng ta sẽ đối mặt với một nguy cơ, đó là sẽ không còn các loại thuốc kháng sinh hiệu quả để điều trị các bệnh truyền nhiễm nữa. Loại bệnh giống như là viêm xoang hoặc là những cái loại bệnh cảm cúm thông thường, phải nói thật ra là cái nguyên nhân của nó đến 80-90% là virus. Mà virus thì chúng ta thấy là cái kháng sinh hoàn toàn nó không có tác dụng gì hết. Ở tại Việt Nam thì theo một cái thống kê của Bộ Y tế thì cho thấy rằng những đứa trẻ dưới 5 tuổi thôi thì trên 90% của các bà mẹ ở thành phố đã tự đi mua thuốc kháng sinh cho con mình uống. Nếu mà chúng ta không đồng lòng mà để điều chỉnh cái vấn đề đấy thì cái việc mà giảm tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc ngay từ trong cộng đồng nó cũng sẽ trở nên thất bại.